Hi, chào mừng các bạn đang quay trở lại với kênh Bắp Ú. Và đây là chuyên mục Chuyện Lạ Bốn Phương. Một trái chanh nặng tới 7kg hay một quả bí đao nặng tới 60kg. Bạn có tin được không? Nếu không thì hãy cùng với Bắp tìm hiểu về top 10 loại trái cây đột biến siêu to siêu khổng lồ kỳ lạ nhất trên thế giới nhé. Và đầu tiên trong danh sách của chúng ta chính là trái chanh nặng tới 7kg. Thoạt nhìn qua trái chanh này, chắc chắn tất cả các bạn sẽ nghĩ đây là một loại bưởi đúng không? Nhưng thực chất đây lại là một loại chanh đột biến siêu to siêu khổng lồ và cũng là siêu chua. Loại chanh này có tên gọi là Gigantic Lemon hay còn có tên gọi tiếng Việt là chanh yên. Chanh yên là một loại chanh nhưng có kích thước lại to như là một trái bưởi. Loại chanh đột biến này có nguồn gốc từ Myanmar. Mỗi trái chanh nặng từ 3 đến 4kg, có trái đã đạt kỷ lục Guinness lên tới 7kg. Trái chanh này có lẽ là mối tình vụng trộm giữa một trái chanh và một trái bưởi. Vì khi bổ trái chanh này ra, bên trong nó y hệt như một trái bưởi, thậm chí là mùi của nó cũng giống bưởi luôn. Hai thứ duy nhất mà để ta nhận ra nó chính là một trái chanh, đó chính là hạt của nó có hình tròn thay vì dẹp giống như là hạt bưởi. Đồng thời là chanh thì phải chua đúng không? Mà còn là chanh khổng lồ nữa, thì độ chua của nó gấp từ 3 đến 4 lần chanh thường. Hãy nhìn người đàn ông này xem. Đứng ở vị trí thứ 9 chính là mít khổng lồ. Một múi mít có thể nặng tới 200g. Đây là loại mít dài Mã Lai, mỗi trái nặng từ 20 đến 40kg. Cá biệt có những trái lên tới 60kg. Thậm chí múi của nó cũng đã nặng tới 200g. Tức là chỉ cần 5 múi mít thôi chúng ta cũng đã có 1kg mít tươi. Giá thị trường hiện tại của loại mít này trung bình từ 8 đến 150 ngàn trên ký. Tức là một trái mít 30kg có giá khoảng 3 triệu. Đúng là làm giàu không khó đúng không các bạn? Bắp đi trồng mít đây! Đứng ở vị trí thứ 8 chính là dưa chuột khổng lồ. Một trái dưa chuột hay còn gọi là dưa leo nặng tới 4kg, bạn có tin được không? Nếu không thì bạn hãy cùng với Bắp bắt một chuyến bay lên Yên Bái để tận mắt quan sát những trái dưa chuột đột biến này nhé. Loại dưa chuột này có tên gọi là dưa chuột mèo, là một trong những loại dưa chuột đột biến của người đồng bào dân tộc ở Yên Bái. Những người hay trồng nhất là những người dân tộc đồng bào Hơ Mông. Chúng có trọng lượng gấp 6 đến 7 lần so với các giống dưa chuột bình thường. Một trái dưa chuột mèo có thể nặng từ 1 đến 2kg, cá biệt có những trái nặng tới 4kg. Và đó cũng chính là một lý do cho tên gọi của nó. Một trái dưa chuột có thể to bằng một con mèo. Loại dưa chuột mèo này ngon, giòn, vị ngọt mát, đậm đà hơn dưa chuột bình thường. Đặc biệt, dưa chuột này đặc ruột, ít hạt, nên dùng làm salad thì vô cùng tuyệt vời. Đứng ở vị trí thứ 7 chính là sabuche khổng lồ. Nếu 1kg sabuche bình thường có từ 6 đến 7 trái thì loại sabuche ruột đỏ này có khi mỗi trái lên tới 2kg. Cụ thể, loại sabuche ruột đỏ đang gây xôn xao có hình dáng thuôn dài, một trái có thể dài từ 17 đến 20cm, nặng trung bình từ 400g đến 2kg, thịt trái màu đỏ lạ mắt. Về hương vị, theo cảm nhận của nhiều người thì không khác mấy so với các loại sabuche truyền thống của Việt Nam. Không chỉ có ngoại hình đẹp mắt mà loại sabuche này cũng có một hàm lượng vitamin và axit amin rất cao, rất tốt cho sức khỏe. Đứng ở vị trí thứ 6 chính là cà chua khổng lồ. Bạn nghĩ đây là trái gì? Một trái bí ngô được sơn màu đỏ phải không? Không, không, không. Câu trả lời đó chính là cà chua. Tuy có vẻ khó tin, nhưng đây chính là sự thật. Loại cà chua này là một trong những giống cà chua đột biến siêu to siêu khổng lồ, có tên gọi khoa học là Solanum lycopersicum. Mỗi trái trung bình có thể nặng từ 1 đến 2kg, cá biệt có những trái nặng tới 4kg. Cái cà chua này khá khỏe, dễ phát triển, chống lại sâu bệnh và có thể cao từ 1 đến 3m. Giá thị trường của loại cà chua này dao động từ 50 đến 200 ngàn trên ký, tức một trái cà chua có thể lên tới 400 ngàn. Các bạn thấy không, làm giàu không khó, chỉ cần trồng mít với cà chua là đủ giàu rồi. Đứng ở vị trí thứ 5 chính là dưa hấu Carolina. Trái dưa hấu gần nhất mà bạn từng thấy nặng bao nhiêu kg? 10kg, 15 hay 20kg. Nếu Bắp nói trên thế giới có một loại dưa hấu đột biến có kích thước gấp 10 lần so với dưa chân của chúng ta thì bạn có tin không? Mỗi trái dưa chân của chúng ta thường dao động từ 10 đến 15kg. Còn loại dưa hấu Carolina này nặng từ 70 đến 110kg. Cá biệt có những trái nặng tới 140kg. Đây là một loại dưa hấu đột biến có xuất phát từ Mỹ. Mỗi cây có thể có 1 đến 2 trái và mỗi trái nặng hơn cả một người trưởng thành. Loại dưa hấu này ngọt mát, có nhiều nước. Nếu bạn cần mời cả làng ăn dưa hấu thì bạn chỉ cần mua một trái dưa hấu này là đủ rồi. Đứng ở vị trí thứ 4 chính là bí đỏ khổng lồ. Nếu bạn nghĩ trái dưa hấu lúc nãy là khủng khiếp lắm rồi
thì mời bạn xem giống bí đỏ siêu đột biến, trái to nhất từng được ghi nhận nặng tới 250 kg, tức là bằng 3 người lớn trưởng thành. Loại bí đỏ này có cân nặng trung bình từ 100 đến 180 kg và có trái đã đạt kỷ lục Guinness khi nặng tới 250 kg. Bạn có thể nhìn thấy nó to gấp 6 đến 7 lần đứa bé đang ngồi trên nó. Và một điều đặc biệt mà bắp nghe người ta nói đó là loại bí đỏ này khá ngon, thơm và ngọt. Nếu có cơ hội, bạn có muốn ăn loại bí đỏ này không? Đứng ở vị trí 3 chính là bưởi khổng lồ. Lần đầu tiên khi nhìn thấy loại bưởi này, có lẽ bạn sẽ khá khó tin về sự tồn tại của trái bưởi siêu to siêu khổng lồ này. Nhưng đây lại là một loại bưởi có thật và thậm chí nó còn là một đặc sản hiếm có của nước ta. Loại bưởi này có tên gọi là bưởi kỳ đà vì lớp vỏ xù xì xấu xí và to như một con kỳ đà của nó. Loại bưởi này được trồng chủ yếu tại Tuyên Quang và Hà Giang. Trung bình, mỗi trái bưởi sẽ nặng từ 3 đến 5 kg, cá biệt có những trái nặng tới 7 kg. Loại bưởi này phần ngon nhất lại là phần cùi trắng của trái bưởi chứ không phải là ruột bưởi. Phần này có vị ngọt thanh mát. Sách của chúng ta chính là chuối khổng lồ. Musa Inrain là giống chuối đột biến to nhất trên thế giới. Nơi đầu tiên và duy nhất tìm thấy chúng chính là Papua New Guinea của Indonesia. Cây chuối có kích thước không thể nào tin được này. Khi trưởng thành có thể cao tới 15-18 mét, tương đương với một tòa nhà 4 tầng. Những trái chuối của cây chuối này to bằng bắp chân của người lớn và dài khoảng 20 cm. Thậm chí 4 người ăn cũng không hết một quả chuối. Lá của cây chuối này có thể đủ để gói 100 cái bánh chưng. Đồng thời thân của chúng có thể dùng để làm thuyền. Bạn có tin loài chuối này có tồn tại trên đời? Cảm ơn các bạn đã xem video clip của Bắp. Các bạn đừng quên like và subscribe cho kênh của Bắp nha. Còn bây giờ thì bye bye.